đi bộ ha, tập nhóm. Đây là những cô gì lớn tuổi, ai cũng lớn tuổi nhưng mà với chân phục năng động hơn, như những cái bài tập theo mình thấy là mạnh mẽ hơn. Những cái nhóm tập thì đều có một cái máy phát nhạc đó. Nhóm tập thứ ba đây mình thấy là giãn cách rất là nghiêm túc luôn. Đây những cô gì cũng lớn tuổi ha. Đây là những bài tập nè đó. Khỏe không chị? Tập những bài tập này khỏe không? Khỏe. Dạ. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay là ngày mấy mọi người ha? À hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2020 mọi người. Bây giờ là mọi người xem. 5 giờ 11 phút sáng nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem ha, quang cảnh tập thể dục bảo vệ sức khỏe của những người dân tại thành phố Vĩnh Long ra sao nha. Và bây giờ bắt đầu là trời đã bắt đầu hơi lên lên rồi đó mọi người. Giờ mình sẽ dắt mọi người ha, đi một vòng ở ngoài quảng trường. Quảng trường thì nằm giữa đoạn đường Trưng Nữ Vương, Nguyễn Thị Út, Lê Lai và Tô Thị Huỳnh. Đó, mình sẽ chạy 4 đường này nha mọi người. Cho mọi người nè, quan sát cái quang cảnh mà bảo vệ sức khỏe của những người dân ở Vĩnh Long nha. Mình nói thì mình rất là ít tập thể dục mọi người ơi. Tại vì có khoảng thời gian mình bán bánh mì á, hồi buổi tối với khuya đó, thành ra là đa số là mình về trễ lắm, ngày sáng mình thức không có nổi. Ồ, buổi sáng rất là đông luôn mọi người, rất là đông người dân tập luôn. Tập thể dục có, bên cầu có, tập nhóm có, tập hội có. Đó, mình sẽ cho mọi người xem ha, chạy bộ có nè, tập những cái máy rất là đầy đủ luôn. Những người lớn tuổi thì tập nhẹ nhàng hơn, những người thì sức khỏe kém thì cũng vẫn tập. Mọi người xem bữa nay bầu trời ha, rạng sáng khá là đẹp luôn. Chút xíu nữa mình sẽ quay hoàng hôn cho mọi người ha. Đây những cô bác, những bác lớn tuổi nè. Rồi dắt mọi người xem luôn. Buổi sáng tại quảng trường thành phố Vĩnh Long á thì có những cái nhóm tập trẻ có, lớn tuổi có, tập những bài tập là dưỡng sinh hoặc là những bài trẻ, bạn trẻ thì tập năng động hơn, aerobic. Bây giờ hiện tại là 5 giờ 15 rồi nha mọi người. Đây mọi người xem. Đi bộ ha, tập nhóm. Đây là những cô gì lớn tuổi đó. Rồi mình sẽ dắt mọi người đi qua đây nha. Ở đây thì mình thấy buổi sáng ngày hôm nay là mình thấy có 4 nhóm nha mọi người. Đó là một nhóm của người cao tuổi. Tiếp theo đây là một nhóm của những người ai cũng lớn tuổi nhưng mà với chân phục năng động hơn, như những cái bài tập theo mình thấy là mạnh mẽ hơn. Đó là hai cái nhóm đầu tiên ha, thì mình quay giới thiệu cho mọi người xem đó. Cho mọi người xem cái nữa nè. Tiếp tục nha mọi người, mình qua bên nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba thì có trang phục là áo xanh, quần trắng trước mặt mọi người đó. Tập ngay giữa quảng trường luôn đó mọi người. Đây mọi người xem, những cái nhóm tập thì đều có một cái máy phát nhạc đó. Nhóm tập thứ ba
đây thì những cái bài tập giống như là vũ điệu cha 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 thì phải hơi nhẹ hơn chút đó. Kế bên chỗ nhóm tập thì có một vài người ha đánh cầu. Rồi tiếp theo là mình sẽ dắt mọi người ha qua tới nhóm thứ tư nha. Buổi sáng mình thấy đánh cầu lông tại quảng trường thành phố Vĩnh Long rất là đông luôn nha mọi người. Đây mọi người xem nè, những người chạy bộ nè ha. Rồi không biết có bị chụp bản quyền hay không hả mọi người ha. Nhạc bản quyền hơi bị nhiều luôn. Mặc dù là mình vô ý thôi chứ mình không cố ý. À ở đây thì nhóm tập này hình như là dưỡng sinh quá. Tập những bài tập rất là chậm. Mặc áo lá cờ hình Việt Nam nè mọi người. Đó mọi người thấy là rất là vui đúng không ạ? Thấy những người dân mà rất chăm lo bảo vệ sức khỏe. Đây mình thấy là giãn cách rất là nghiêm túc luôn. Đây những cô dì cũng lớn tuổi ha. Có lẽ là những cô dì này thường như mình được biết là tới khi mà những có những cái đây mình dắt mọi người đi qua một vòng bên đây luôn nha. Sáng đi bộ rất là long nè. Bộ toàn cảnh nha mọi người. Mình không biết là có phải là buổi sáng là bốn nhóm này là tập thường xuyên hay không nha, nhưng mà mình nghĩ chắc là những người dân này là cũng thường xuyên giữ sức khỏe, chắc có lẽ là tập mỗi ngày đó. À có đá cầu nữa nè, tùy theo từng môn yêu thích khác nhau thôi. Rồi bây giờ mình dắt mọi người nè đi tiếp qua khu vực tập với máy. Vui không mọi người? Giờ bắt đầu sáng sáng nữa rồi đó mọi người ha. Nay mình cũng đi tập thể dục nữa. Dắt mọi người đi tập thể dục cùng ha. Đó. Nói chung thì tùy sức khỏe của mỗi người khác nhau thôi. Thì mình tập những cái bài tập với máy nè mọi người. Cũng khác nhau ha. Ở đây thì có một cái máy bán hàng bán nước tự động nha mọi người. Với giá là mỗi chai gì là 10.000 đồng. Rồi tiếp tục thôi mọi người ơi. Mình dắt mọi người đi đúng một vòng luôn nha. Bên cái khu mà tập máy á, là nó sẽ nằm hai bên hông của trung tâm quảng trường. Ngoài ra thì cũng có những người đi bộ mà đi ở ven đường nữa nha mọi người. Đây là khu vực khách sạn đơn ha. Đó. À bắt đầu đèn đường nó được tắt rồi đó mọi người. Chứng tỏ là bắt đầu trời đã sáng khá là nhiều rồi đó. Đó mọi người xem nè, đây là ngã ba trên quảng trường. Có những quán cà phê mọi người thấy không, bán dành cho những người tập thể dục sau đó là ngồi nghỉ ngơi đó. Bây giờ sao rất là đông người tập luôn mọi người. Mình không nghĩ là buổi sáng là tại quảng trường Vĩnh Long là đông người như vậy luôn á. Bởi vì khi mà có thức sớm thì quay cho mọi người thì mình mới có thể là biết được cái cách tập thể dục đó, và chăm lo về sức khỏe mọi người như thế nào ha. Rất là hay cưng luôn mọi người ơi. Nào mọi người xem nè, cái cô tập nè, với những cái bài tập rất là thấy cân luôn, rất là dễ thương luôn. Bên đây thì trẻ hơn, trẻ trung hơn. Cũng quay lại một lần nữa luôn cho mọi người xem nha, tại sẵn đi qua đường bên kia. Nhóm thứ ba đó.
rồi tiếp luôn nha mọi người. Còn lại là cái viền bên đây, viền bên hông quảng trường bên đây, thì mình sẽ quay những người mà tập trung với máy mà có sẵn ở trên quảng trường á. Thì sẵn giới thiệu cho mọi người luôn ha. Mình giống như là đi theo số đông nha. Đó, đây là một vận động viên. Nó đùa thôi mọi người. Anh đang hít sợ đơn. Rất là mạnh mẽ luôn. Đây thì có những bài tập thì ăn thua là tùy theo sở thích của mình thôi. Đây là xoay eo hả mọi người. Đây là tới bài tập chạy bộ trên máy. Vui quá mọi người ơi. Buổi sáng đông thiệt là đông luôn á. Bây giờ mới 5:25 thôi mọi người. Mà mọi người xem nè, bình minh đã bắt đầu lên rồi đó. Hồ hoàn cảnh rất là đẹp luôn mọi người ơi. Sẵn cho mọi người xem xong cầu ghé cá luôn nha. Đó, đây là bờ kè phường 2 xong cầu ghé cá đó mọi người. Mực nước sông nè mọi người. Không biết nếu mà cái mực nước sông này không biết độ sâu nó còn có 2m hay không. Nước quá trời cạn luôn. Rồi, quảng trường nó tắt đèn luôn rồi mọi người. Vậy thì bây giờ mình không nhầm thì chắc khoảng là 5:30 rồi đó. Cũng may mắn là mình quay cho mọi người xem lúc mà còn sáng đèn ha. Bây giờ tắt đèn thì mình cũng sẽ tiếp tục. Đây là những bài tập nữa đó. Khỏe không chị? Tập những bài tập này khỏe không? Khỏe. Dạ. Rồi vậy là mình đã giới thiệu xong với mọi người ha, về cái quan cảnh tập thể dục buổi sáng của người dân tại thành phố Vĩnh Long. Đó. Rất ư là đông đúc luôn mọi người ơi. Dạ rất là hay luôn. Với ý thức của người dân bảo vệ sức khỏe ha, mình thấy ở Vĩnh Long rất là cao. Nhất là tập trung vào quảng trường thành phố Vĩnh Long. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong video sớm nhất. Chào tạm biệt tất cả mọi người.